giờ còn gì, hãy nói đi em, khi đã không còn chung được. Lòng nghẹn ngào, chia ly chẳng nên cầu, dù lệ đang tuôn rơi ướt mi. Đừng bận lòng, hãy cố quên đi, bao tháng năm mình có nhau. Một giấc mơ êm ái tan biến trong mưa, từ nay đường ai nấy đi. Gạt đi nước mắt thương nhớ về một dĩ vãng, trách nhau làm chi người ơi càng thêm đắn đo. Biết đã xa nhau từ đây, tình không duyên ta đành xa. Tiếc nuối cũng đến phút giây biệt ly, còn đâu giây phút sau cuối người về lối vắng. Nhớ thương còn đây mà sao tình vô cánh bay. Biết trách ai chia lìa ta, tình không duyên ta đành xa. Hãy giữ mãi những ái ân ngày xưa, đừng hối tiếc đến những tháng năm ta gần nhau. Nhiều dữ kiện lắm luôn á. Tôi nói thiệt á, với những dữ kiện vừa rồi á, không cần chị Châu đâu, tôi cũng biết đó là ai rồi. Ủa thiệt luôn hả? Ai vậy? Anh thiệt hả? Nghiêm túc, tại dữ kiện này là ở showbiz này, ngoài người này ra không có người thứ hai. Đúng rồi, em cũng đoán. Chị nói đúng rồi, tức là chị biết hả chị? Chị cũng đoán được một chút. Chị đoán được rồi, 50% rồi, nhưng mà phải nghe giọng hát đã. Đồng ý. Ok. Mời nhân vật bí ẩn số 2 xuất hiện. Nói về cái bên ngoài, ngoại hình đó thì là cao ráo nha chị nha, nhưng mà tại vì có một cái lớp nó che hết rồi, cái tùng nó che hết. Dạ. Em không có thấy được là có mang giày độm hay không thì mình khoan nói ha. Dạ. Nhưng mà nhìn em thấy là tướng tá là ngon. Ngon nha chị. Dạ, dạ. Cái gì em, đồ ăn hả? Không phải, ý là nhìn Phán ơi là... đã em sao anh em quá ba lớp rồi còn thấy ngon hả? Ngon. Dạ. Bàn tay năm ngón nha chị. Em nghĩ ảnh là một người anh mới giơ tay lên năm ngón là ai cũng năm ngón mà. Ủa dạ. Dễ thương á, dễ thương vậy, kiểu như cũng cute vậy nè. Lúc mà đã anh vậy nè. À, anh hay vậy đó, anh hay vậy đúng không? Anh hay vậy này đó. Rồi. Tóc hơi xoăn xoăn, gọn á chị, kiểu gọn. Mà xoăn xoăn như châu Phi luôn chị, chứ không phải em là xoăn xoăn bình thường nha. Là xoăn tít luôn á. Khi nhân vật này chưa bước ra thì Thảo Nhi đã có một đáp án. Dạ. Wow. Đó chính là Thảo Nhi. Trong đầu em nghĩ là anh Đài Vĩnh Hưng không luôn á. Biết sao không? Biết sao Cánh? Cái lúc lái tàu á. Anh Đại Minh Hưng tại nhà vua biển, nhà anh bán hải sản. Là nghĩ là anh phải lái tàu ra biển bắt cua gì á. Chị, cái phong thái đứng vậy nè chị, bình thường ví dụ như người trẻ thì sẽ đứng như vậy hoặc là vậy, nhưng mà anh đứng vậy nè chứng tỏ ảnh là một người rất là lịch lãm, có tuổi. Thì đúng rồi, không rõ ràng, tại vì ảnh là một người đã gọi là rất là nổi tiếng, tại vì ngồi làm giám khảo đúng rồi, nên là chắc chắn là giám khảo là một người phải rất là quyền thoại luôn á. Quyền thoại chị. Dạ. Chị hỏi ảnh đi, chị hỏi là ảnh có quen chị không, hai anh chị gặp nhau chưa? Chưa được hỏi. Chưa được hỏi hả? Hát xong mới hỏi hả? Việc bây giờ là hát. Chị cũng đón ra khoanh dùng cũng hai ba người đó, nhưng mà thôi cho chị nghe giọng hát đi. Mà sao chị rung dữ vậy? Sao chị rung dữ? Theo chị á thì khoanh vùng là có ai trong đó? Anh Lý Hải nè, anh Lâm Hùng nè, anh Ngọc Sơn. Ngọc Sơn. Nhưng mà thật ra lái tàu thì chỉ có một người thôi, đó là Lâm Hùng. Chúng ta sẽ chờ xem là cái sự phán đoán của chị Châu nó đúng hay là không. Xin mời âm nhạc. Giờ còn gì, hãy nói đi em, khi đã không còn chung được. Lòng nghẹn ngào, chia ly chẳng nên cầu, dù lệ đang tuôn rơi ướt mi. Đừng bận lòng, hãy cố quên đi, bao tháng năm mình có nhau. Một giấc mơ êm ái tan biến trong mưa, từ nay đường ai nấy. Gạt đi nước mắt thương nhớ về một dĩ vãng, trách nhau làm chi người ơi càng thêm đắn đo. Biết đã xa nhau từ đây, tình không duyên ta đành xa. Tiếc nuối cũng đến phút giây biệt ly, còn đâu giây phút sau cuối người về lối vắng. Nhớ thương còn đây mà sao tình vô cánh bay. Biết trách
ai chia lìa ta. Tình không duyên ta đành xa. Hãy giữ mãi những ái ân ngày xưa. Đừng hối tiếc đến những tháng năm ta gần nhau. Trời ơi, đoán ra được rồi. Rồi, em thấy cái vẻ mặt của chị là chị đoán ra được rồi. Câu đầu tiên á thì mình nghe hơi không đúng á nha. Mình nghĩ là không phải rồi đó, hơi bị phân vân rồi đó. Lúc đầu là chắc chắn là cái người đó rồi, nhưng mà hơi phân vân. Nhưng mà câu thứ hai, thứ ba mình nghe, à thì ta cố tình giả giọng ha, gạt tôi ha. Rồi ba đứa biết gì chưa? Dạ em tại vì cái bài này em thích quá nên em cứ lo em hát á. Dạ em xin lỗi chị, tại vì bài này em thích quá nên em lo em hát, em quên nghe em để ý. Dạ xin lỗi. Nói chung là cái người không thấy gì thì biết hết trơn. Chưa mới đoán thôi, mới còn đoán thôi. Thấy hết trơn thì không biết gì. chưa có mình, mình còn cơ hội hỏi nó mà. Dạ đúng giống chị. Đồng ý. Bây giờ mời nhân vật bí ẩn số 2 mở màn ạ. Rồi. Mời chị hỏi. Chị hỏi đi. Chào bạn. Em chào em. Em hả? Nhỏ nhỏ lâu lắm rồi mới gặp lại em, Hoàng Châu Chấu. Trời ơi. Vậy là phải xưng bằng anh đúng không? Anh ơi, cho em hỏi là anh có qua nhà em ăn cơm chưa? Có rồi. Em có lên nhà anh thường lắm. Vậy hả? Em đem rượu chanh lên uống nữa. Rượu chanh thì cũng đem nhiều người lắm. Tại vì ủa chị ơi, tính đó. Không phải ủa chị ơi, có nghĩa là chanh mình tự làm. Mình tự làm giống như mình ngâm để mình uống, giống như cocktail cho phụ nữ đó. Dạ. Thì mình hay đem qua nhà bạn bè để mời bạn bè uống thôi. Nhưng mà ít thôi, uống cho vui chứ không phải là rượu kia đâu. À gọi là chiêu quá mà. Rượu ngọt á. Gần đây em đem lên anh uống chua quá. Anh tụt má. Đi mới nhập viện luôn. Có nữa hả? Có. Chị hỏi thêm mấy câu mà chỉ có một mình chị với là ảnh biết thôi đi thì... À anh ơi, anh có mấy đứa con vậy? Anh có gia đình rồi đúng không? Gia đình của anh là đại gia đình. Trời ơi, em biết ai rồi chị ơi. Anh Bảo Trung. Chú đóng hài á, chú đóng hài. Hồi nãy là ca sĩ anh cười. Không phải, dạ. Hồi nãy là ca sĩ mà đâu phải hài. Bản thân nhỏ bé xin kính chào. Trời ơi, tên Ngọc Sơn rồi. Trời ơi. Cái này là của ba đứa Ngọc Sơn. Mà chị em gỡ ra em thấy tóc ảnh màu vàng nha. Có nhuộm. Mấy em có đưa chị đi xa quá không vậy? Dạ không, em thấy vậy đó, hay là do đèn nó đánh thì chị đoán được rồi đó, nhưng mà nãy giờ mấy em nói làm chị phân tâm quá. Anh có song ca với em một bài. Cũng là hit lắm đúng không anh? Bài gì ạ? Bài Em Đừng Đi. Em Đừng Đi là hát chung với Lâm Hùng á hả? Đúng rồi, Lâm Hùng nào 17 năm trước hát với em. Quang mang liền, quang mang chị quang mang rồi. Thì cái tên Hoàng Châu Chấu này của em ai đặt cho em? Là Lâm Hùng. Anh Hiếu Hiền nè. Anh Hiếu Hiền nè. Đúng rồi, anh Hiếu Hiền cũng có nói. Nhưng mà anh Hiếu Hiền đâu có ngồi giám khảo. Có không? Có. Dạ có chị, dạ có. Có thôi nha. Nhưng mà anh Hiếu Hiền có lấy tàu không? Dạ. Anh Hiếu Hiền có lấy tàu. Có lấy máy bay luôn nữa. Giống như là bây giờ mặc dù các bạn đưa nhiều thông tin lung lay quá, nhưng mà mình chỉ có một đáp án đó là anh Lâm Hùng thôi, chứ ngoài ra không có ai lấy tàu. Đây là ca sĩ Lâm Hùng. Lâm Hùng, xin mời âm nhạc còn lại. Giờ còn gì hay nói đi em, khi đã không còn chung bước. Lòng nghẹn ngào chi ly trắng lên cầu, dù lệ đang tuôn rơi ướt mi. Đừng bận lòng hay cố quên đi, bao tháng năm mình có nhau. Một giấc mơ êm ái tan biến trong mưa. Từ nay đường ai nấy thêm đớn đau.
nước mắt thương nhớ về một dĩ vãng. Trách nhau làm chi người ơi càng thêm đớn đau. Biết đã xa nhau từ đây, đừng làm đau thương mà chi. Tiếc nuối cũng nên phủ say biệt ly. Còn đâu giây phút sau cuối người về lối vắng. Nhớ thương còn đây mà sao tình vô cánh ngơi. Biết trách ai chia lìa ta, tình không duyên ta đành xa. Hãy giữ mãi những ai ân ngày xưa. Đừng hối tiếc đến những tháng năm ta gần nhau. Bạn ơi, bạn ơi, trời ơi. Cảm ơn đạo diễn chương trình đã ưu ái Hoàng Châu để cho Lâm Hùng là tự quá nhiên thân cái để đó. Cái hình mình lái tàu à đó, và để lái phi công lái máy bay là không biết đâu, không biết. Thưa quý vị thân mến, đã thuộc về tri kỷ thì không thể xa được, đây là ca sĩ Lâm Hùng. Bởi vì đúng như là lời chị Châu nói luôn á, là những người chị Châu biết á, là thở chị Châu cũng biết, hồi nãy em tính thở luôn. Hả? Câu thứ hai là biết rồi. Vậy hả? Ừ. Thực ra clip là đã biết rồi. Lâm Hùng xin chào Trường Giang, chào ba dạ. Bạn và chào tất cả các quý khán giả có mặt trong trường quay cũng như quý khán giả đang xem chương trình là Lắm à Nha. Lời chào trân trọng nhất à. Chào Hoàng Châu. Chào Bây giờ việc đầu tiên là như thế này, mời Trương Thu Nhi lên đây sẽ trao lại cái vương miện cho chị Hoàng Châu. Không có khóc Nhi. Nếu mà ban tổ chức mà không có để chữ lái tàu, Hoàng Châu cũng có thể đón được á, tại được. Vì cái giọng quá quen thuộc, cho dù giả giọng luôn á vẫn nhận ra. Trời ơi thân quá mà hồi đi hát chung, ở trong kia là đi hát chung như hình như bóng. Tại vì chị ơi, chị không hiểu, các bạn trẻ giờ không hiểu là hồi xưa là đi hát đoàn là như nào. Dạ yeah. Ăn cùng, ngủ cùng, xe cùng, rồi đi tất cả đều cùng nhau hết, nó luân phiên mà đến mỗi ngày đi lưu mỗi diễn đêm. Đi lưu diễn ngày nào cũng diễn chung cả tháng trời mà. Dạ. Thậm chí cái người tôi đó cái giọng nói cái này là hơi quá, nhưng mà có thiệt cái mục rùi nằm đâu cũng biết. Thiệt lòng là vậy. Thì bây giờ đã từng song ca với nhau cái bài Em Đừng Đi. Em Đừng Đi mới đây. Bây giờ vẫn có thể song ca cái bài này hồi năm 2000 Lâm Hùng cũng có viết lời ca lại hả? Có chân thời lại. Gian bây giờ được quý vị yêu mến song ca lại cái ngồi hát bài hát ngày xưa, gọi tên em trong đêm mưa buồn, lời hát với tất cả tình yêu anh gửi trao. Mai đây em ra đi xa mãi. Em sẽ chẳng đi đâu người ơi, ta bên nhau yêu mãi muôn đời. Nhưng số kiếp không cho mình yêu mãi thôi, đành hẹn lại người ơi duyên ta kiếp nào. Em đừng đi, em phải đi, anh chờ em mãi muôn đời. Xin trời đã chia tình ta, nay đành thôi duyên lỡ rồi. Hay quá, hay quá, quá hay. Dạ, một bài mà Lâm Hùng viết có 3 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà tự nhiên quay mấy tiếng, quay mấy tiếng, quay quay nhiều lắm, quay cũng có 3 tiếng thôi. Mà đồng phim đông không? Đồng phim đông. Đồng không? Phim đông lắm, một người. Thật ra là trong cái nghệ thuật mình có nhiều cái lạ lùng lắm. Dạ. Có những cái mình làm theo cảm xúc rồi mình sẽ trình bày một cách ngẫu nhiên lại được hit. Ví dụ như Tăng Phúc, Trương Thảo Nhi. Đúng rồi đó Trường Giang. Đúng không? Cái bài hát ra Đà Lạt. Hát chơi vui vui. Chỉ là không cùng nhau. Dạ. Hát vui vui, thậm chí là không thèm quay phim này nữa cơ. Mà thầy tình hit lớn của Tăng Phúc với Thảo Nhi. Cuộc đời mình vậy, mình cứ thả lỏng, phiêu theo cái điều đó, tự nhiên ông trời không cho. Còn ông trời không cho mình cái dễ dàng thì bây giờ làm cho mình khó khăn. Dạ. Khó khăn bây giờ là dành cho Tăng Phúc.